Sách Kinh nghiệm Chúa từng ngày. Suy nghiệm ngày 12 tháng 7. Hãy chờ đợi Chúa. Hãy chờ đợi Chúa. Hãy mạnh mẽ và can đảm lên. Phải, hãy chờ đợi Chúa. Thánh Thi đoạn 27 câu 14. Chờ đợi là một trong những việc khó thực hiện nhất. Chúng ta muốn là những con người năng động. Chúng ta cảm thấy thoải mái hơn khi làm một điều gì đó để chăm lo nhu cầu của mình. Nhưng sự chờ đợi buộc chúng ta phải nương cậy vào Chúa. David biết rõ chờ đợi có nghĩa là gì. Ông đợi Chúa chọn làm vua kế tiếp của Israel. Sau đó phải mất nhiều năm dài chờ đợi ngày lời Chúa thành hiện thực trong đời ông. Trong khi David chờ đợi, thì một vị vua ảo tưởng và ích kỷ lại đang ngồi trên ngai vàng vốn được hứa cho ông. David phải trải qua thời gian dài lẩn trốn trong các hang động và sống giữa những kẻ thù của mình. Khi David chờ đợi, ông đã chứng kiến những bạn bè tốt bị giết hại, gia đình và tài sản của ông bị cướp bóc. Ông chứng kiến các kẻ thù của Israel tàn phá đất nước mình. Có lẽ không ai đã từng phải đối diện với nghịch cảnh phũ phàng trong khi chờ đợi lời hứa của Chúa cho bằng David đã phải chịu. Nhưng David cũng đã tận hưởng phần thưởng của mình vì đã chờ đợi Chúa. Ông đã trở thành vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử Israel. Và quan trọng hơn là qua những thử thách, David đã trở nên một con người đẹp lòng Chúa. Các thánh thi mà David viết trong thời gian lánh nạn đã và đang là những lời được trân quý vốn khích lệ hàng triệu người qua các thời đại. Đấng Messiah đã giáng sinh qua dòng dõi David. Sự sẵn lòng chờ đợi của David đã đem ơn phước cho tất cả chúng ta. Những lúc chờ đợi Chúa có thể là những thời khắc quý giá nhất trong đời bạn. Giăng đoạn 11 từ câu 1 đến câu số 6. Nếu bạn đang chờ đợi Chúa về một điều gì, hãy đọc Ê-sai đoạn 40 câu 31. Bạn sẽ tìm được lời khích lệ trong khi chờ đợi Chúa hoàn thành những lời hứa của Ngài cho bạn.